Chào mừng các bạn đã đến với kênh tin tức chọn lọc. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất hàng ngày. Đoàn Thành Công cơ cấu lại mảng ô tô. Từ hôm nay, 24 tháng 7, TC Moto sẽ là đại diện cho tập đoàn Thành Công trong các lĩnh vực hoạt động về công nghiệp ô tô. Theo giới thiệu, TC Moto sẽ hoạt động trong 4 lĩnh vực gồm nghiên cứu phát triển và sản xuất, phân phối, bán lẻ và dịch vụ. Các lĩnh vực này ngoài liên quan đến thương hiệu Hyundai mà tập đoàn Thành Công bấy lâu nay đang hợp tác có thể mở rộng ra thêm một số thương hiệu ô tô quốc tế khác. Nhiều đồn đoán có hay, các thương hiệu mới mà TC Moto sẽ hợp tác trong thời gian tới sẽ đến từ Nhật Bản và châu Âu. Tuy nhiên, mọi thông tin chính thức sẽ phải chờ tới đầu năm 2020 mới là chính xác. Đoàn Thành Công được thành lập từ năm 1999, tầm nhìn trở thành tập đoàn hàng đầu khu vực với mũi nhọn là sản xuất và phân phối ô tô, cung cấp phụ tùng và linh kiện ô tô chuyên nghiệp, đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Năm 2009, Đoàn Thành Công chính thức ký kết với tập đoàn Hyundai trong mảng phân phối ô tô du lịch tại thị trường Việt Nam. Sau 10 năm, cùng hàng loạt các hợp tác mở rộng sản xuất, phân phối, liên doanh cùng tập đoàn Hyundai, Đoàn Thành Công đã đưa thương hiệu Hyundai trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam với rất nhiều thành quả đáng tự hào. Năm 2018, doanh số xe du lịch Hyundai đạt 55.994 xe, chiếm 22% thị phần xe du lịch tại Việt Nam. Mạng lưới bán hàng trên toàn quốc đạt 81 đại lý, các mẫu xe sản xuất và phân phối đều chiếm lĩnh trong từng phân khúc, và đặc biệt Đoàn Thành Công đã chuyển dịch cơ cấu từ nhập khẩu nguyên chiếc 100% thành sản xuất lắp ráp gần 100%. Năm 2019 đánh dấu 20 năm tập đoàn Thành Công và 10 năm hợp tác với tập đoàn Hyundai, TC Moto khối ô tô. Đoàn Thành Công chính thức hiện diện để kế thừa và tục sứ mệnh tập đoàn trong công nghiệp ô tô. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong bản tin tiếp theo.